Mình xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả anh em và mọi người đã xem video của mình. Thì hôm nay mình tiếp tục đi giao lưu cùng anh. Thì hôm nay hai anh em vừa chạy tới điểm câu nè. Thấy địa hình con mương thì thấy cũng được đó mọi người. Ông anh thì cũng đang câu một cái hang dưới đây rồi. Thì không biết lại có lương hay chưa, nhưng mà hiện tại thì có một cái hang. Thì mình xuống mình quay cho anh em mọi người xem. Rồi mình cũng đi tìm hang, chỗ nào có hang là mình câu mình quay cho anh em mọi người xem. Rồi anh chào mọi người nè. Anh đang lưu cui với cái hang mọi người. Này có cái hang cũng được lắm nè. Rồi để anh câu nha. Thì có lương thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Thì bây giờ mình sẽ đi dọc bờ mình tìm hang nha. Hy vọng hôm nay chuyến câu của hai anh em cũng kiếm được bữa công nha mọi người nha. Rồi dưới đây có một hang nè mọi người nè. À, này cũng được nha. Tranh thủ kiếm em mở hàng vậy đây, ông anh không làm trước nữa. Rồi dứt luôn. Ui đã. Đã làm liền mọi người ơi. Đã làm liền. Được. Ngon lành. Ui dính có một xíu rồi. Đừng có sức mép nha. To mọi người. To. Ngon lành. Nè. To chứ mấy nhỏ đâu. Đó, đã chưa? Mở hàng một em ngon lành. Mình vừa vào tới con mương nè. Ông anh cũng đang câu ngoài kia. Rồi. Ngon lành luôn. Mở hàng làm trước vậy đấy. Ông anh không làm trước. Mình thua kèo quê là có mình thua kèo luôn đấy. Rồi một con nha. Để mình dọc tiếp mình tìm cái đoạn mương. Ông anh đang câu cái đoạn mương ngoài kia mọi người. Đoạn mương ngoài kia. Ở trong này mình vừa vào cái đoạn mương có cái bù tre đây. Nước hôm nay cũng đục quá. Rồi tiếp tục tìm hang nha mọi người nha. Mấy cái hang nhìn cái đã. Trên bờ mở lộ mấy cái hang đẹp nè. Rồi dưới đây nó có một hang nữa mọi người nè. Hang này nó nằm ở dưới nước. Nè hang dưới này nè. Vỏ ốc mọi người thấy không? Ờ cái bờ bên kia đẹp. Ui dứt luôn mọi người. Thấy chưa? Thả làm liền. Thả là dứt là thấy sướng sướng rồi. Ui to ngon. Hai con hay không nghe anh nha. Hay không. Đây hay không. Thì bờ bên kia rất là đẹp luôn mọi người. Bờ kia đẹp kinh luôn. Hay không sao. Thua. Anh lấy cái bao bỏ xíu anh. Chưa có gì. Bây giờ không có gỡ. Rồi ngon lành. Nhúng cho nó xin nước anh. Hay không. Ủa, cái này nó rút nước là được, nó khó nè. Bỏ lửa cái này, bỏ lửa xíu. Bị cái nó lình xình nó ấn luôn hết. Rồi tiếp tục tìm hang nha mọi người nha. Đoạn sông này rất là đẹp luôn, nhưng mà có cái là tìm hơi khó. Khó tìm hang. Dưới đây nó có hang nè mọi người nè. Hang này cũng nhỏ thôi. Để mình câu luôn nè. Hang nhỏ nhưng mà thấy đẹp. Mấy cái hang nó tròn tròn rồi, thấy nó khoái. Lây nè. Mới thấy ó dứt. Mình thấy nó lây là mình biết nó dứt rồi. Ui vô rồi. Được mọi người. Đầm. Khó đầm cái tay đây.
Phỉnh nó lên đi xem cái đầu nó bao to. Ôi được, được. Đây nè. Ui được mọi người, ngon. Cỡ này là ngon. Trời, múc nhẹ nhàng đúng không? Ôi, ngon lành. Ơi, ba con nghe. Ông anh bữa nãy làm được con nhỏ xíu mọi người. Nghe nói được con nhỏ lắm. Ba con, hôm nay trúng. Hôm nay trúng. Ngon lành cành đạo. Ông anh nó xuống rồi dưới kia rồi mọi người ơi. Xuống lại dưới kia rồi. Rồi, lưa hôm nay trọng trọng mọi người. Lưỡng xong thì hôm nay tuy không có to nhưng mà trọng trọng cái này đều đều, đẹp. Ông anh xuống đầu dưới kia nè mọi người. Ông đi trước mình mà mình quanh lại. Mình đi sau mình kiếm được có lương hay chưa. Ông anh đi trước rồi. Rồi, bỏ bọc nha. Tiếp tục mình đi xuống dưới kia mình xem thử ông anh ông cao có rồi. Có con rồi chưa. Mình nãy nghe nói có một con nhỏ. Có một con nhỏ thôi. Mình cũng chưa xem nữa. Rồi, để mình bỏ bọc nha mọi người nha. Rồi, ở dưới góc chuối đây mình có tìm được một cái hang nè mọi người nè. Hang nó to lắm mọi người ơi. Nè, nó nằm ở trong cái góc chuối. Cái này, hang này, hang ở bạ nè. Mấy cái hang ở bạ này dễ đụng hang lắm. Chỗ đây có lùm chuối, gió rào rào kinh luôn. Hang này nó có thông ra ngoài sông không? Mà nước cái dặn là dặn xuống mạnh lắm ta. Nè, mọi người. Cái dặn kiểu này là dặn quân lương nè mọi người ơi. Cái dặn nó đứng nước luôn nè. Cái dặn kiểu này là con lương rồi. Nó đẩy lại nó đứng y nước luôn. Nếu mà nước sông mà nó dặn lên dặn xuống mà cái này nó dặn nó đứng luôn. Chét luôn, hang này có hàng khủng rồi. Rồi dứt rồi mọi người, dứt rồi nè. Biết mình nghi hang này có hàng khủng bảo đảm luôn. Bảo đảm vô mọi người luôn, hàng khủng hàng ở bạ chưa? Thấy chưa? Mình nghi luôn mà. Vào, ui, ngon. Trời, mấy cái hàng ở bạ thấy đã đời luôn. Mấy ông anh đi trước mọi người ơi. Anh Ân ơi. Ông anh đi trước rồi, bây giờ không biết đi chỗ nào đây mà làm. Ơi nó đã. Mình thấy cái hang ở bạ là mình nghi rồi. Mấy cái hang ở bạ nó nằm dưới góc chuối đó mọi người. Là hang ở bạ luôn. Đã. Không biết ông anh đi cái hướng nào rồi. Ông đi xuống trước mình thôi, mình làm hai con. Đã chưa? To, con này có 3 lạng mọi người. 3 lạng ngon lành luôn. Nè, ba lạng ngon lành chắc luôn. Không biết mình đi xuống ở đâu mà không thấy nữa, kêu cũng không nghe rồi mọi người ơi. Rồi để mình bỏ bọc nha, tí nữa xuống khoe với ông anh cho nó vui. Ông anh đi trước bỏ sót mấy cái hoang uổng quá. Rồi để mình bỏ bọc nó vào, ba lạng khỏe luôn, ngon lành không biết. Rồi để mình bỏ bọc nha mọi người nha. Rồi ông anh lấy đường con mọi người. Ui con này nhỏ hơn con mình. con này nhỏ hơn con của mình mọi người ơi. Nhỏ hơn con của mình rồi. Anh xuống trước mà em làm hai con ở đây nữa nha. Ôi gió quá mọi người ơi. Trời gió kinh luôn. Qua chưa anh này. Ê. Mở ra xếp. Con lươn này nó ở bọ. Nó mẹ. To vậy. Trời gió quá mọi người ơi. Ông anh đang đi trước mọi người, em đi trước đảm trước mình, rốt cuộc mình đi sau dứt. Mọi người thấy cái hàng ở bạ đẹp không, kinh luôn. Để ông anh mình hai con phải không, hãy xem thử. Ô, một con nhỏ mọi người, một con nhỏ một con lớn. Rồi bốn con, 4-2 nghe anh, ông anh nghe. Ơi
Mình nghe, mình đứng ở trên mình nghe ông anh kêu mọi người chạy xuống xem thử, rốt cuộc lên hàng luôn. Không quay được cái cảnh kéo lương cho mọi người xem. Rồi, tiếp tục tìm hang mọi người ơi. Hy vọng hôm nay kiếm tìm mớ nữa nha. Ồ, dính rồi mọi người. Dính rồi không? Hả? Có rách không? Dù tàng mà, anh xịt ra ngoài, anh xịt ra ngoài đi. Giữ nó đạm đi. Ủa, hàng to đấy. Ủa, cái hàng nó to mọi người. Hàng to. Hàng. Trúng bánh. Khó chạy quá à. Bánh thôi. Dưới đây là ở dưới đây giống như có bụi tre quá phải không? Đừng ép. Thả lỏng một cái hầu nó mát cái đầu lưỡi đó, nó quen nó mát cái cán lưỡi đó. Nó liền ngược lên. Thả lỏng xuống rút liền lên cái. Rồi rút liền cái lại. Đừng ép quá. Không được đâu, nó mát cay dưới đây rồi. Lạnh. Ui, ngon. Không có khủng mà ngon. Ui, coi qua mọi người xem nè, cái con này nó nuốt nè. Nè. Trời ơi, nó nuốt hết cái lưỡi câu luôn. Ôi, con này đố nó xả gì nấu nữa. Con này là sách đường đưa luôn chứ xả gì nổi. Con này gỡ đường đưa. 43. Ui, gió quá. Con này giống chết. Hả? Nuốt quá à? Nuốt càng quá à? Nó còn ngày nó còn nuốt vô sau nữa. Giữ lại thục cái đầu lưỡi xuống, thục cái dây cước xuống. Về trong hang đá rồi lên ngoài. Ra ngoài cũng về nữa. Mà đớp sao mà nuốt sao kia ta. Nuốt kia đó khó trời lắm. Kiếm cái cây anh. Kiếm cái cây nhặn nó, nhặn cái đầu lưỡi nó vào. Nè, nhặn cái đầu lưỡi nó vào cho nó tụt ra. Ủa, mấy con mà nó ăn kiểu như vậy đó, thì lương về là nấu cháo luôn thôi. Tự là hai anh em mình đi kinh tế mọi người, kiếm lương về bán, kiếm công. Không ra. Nó còn ngày nó còn nút không sao nó chứ. Đã đời ngồi gỡ đuối thế nào mà. Không ra nữa rồi. Đầu ra rồi đó mọi người. Con này là con này là chết về nầu vô nầu luôn, xong luôn rồi đó. Rồi tiếp tục nghe mọi người nha. Chúng như đây là bây giờ có bờ kè xa phong nè, em mình nghiên cứu. Xuống đó đục bê tông ra cao luôn nha. Đục bê tông ra cao luôn. Rồi tiếp tục tìm hang mọi người à. Rồi dưới đây nó có hang nè. Mọi người thấy cái đường hang không? Tới 2-3 đường luôn. Rồi chiến luôn nha. Hang này to chứ mọi người. Có cái hang này cũng được lắm anh nè. Có cái đường phía trào mọi người. Đây, mấy đường này nó cũng thông chung với nhau hết thôi.
Rồi ăn mọi người, dứt cái này. Sướng. Nó ơi. Dứt. Không biết. Ui, đạm đạm. Đạm đạm. Được. Ôi nhỏ xíu. Ơi nhỏ xíu mà nó riết nghe kinh lắm anh. Ơi nhỏ. Ôi chạy luôn rồi. Trời ơi, cái bộ tay mà nước cái nắm được chạy luôn mọi người. Ơi con nó gì nuôi được. Mà rốt cuộc đã xảy mất rồi. Ủa mấy cái hàng thấy to mà lường nhỏ tiếu ta. Xảy mất rồi mọi người ơi. Không thôi rồi được năm. Năm ba rồi. Xảy mất rồi. Rồi hiện tại thì bây giờ nó cũng qua trưa mất rồi. Thì bây giờ hai anh em sẽ kiếm chỗ nào bán cơm. Thì hai anh em sẽ ăn cơm trưa. Rồi sẽ kiếm một cái điểm mới để mình tiếp tục mình đi câu. Thì bây giờ mình sẽ chốt lại cái điểm hôm nay nha. Thì hôm nay thì được bao nhiêu đó mọi người. Thì anh mình bỏ ra cho anh em mọi người xem một tí đó. Thành quả của hôm nay. Giờ nó cũng lỡ qua trưa mất rồi. Nên hai anh em phải đi kiếm cái gì ăn đã. Chứ không thôi là ngắt xỉu. Nhét vô cái hòn. Rồi anh đổ cái em ra đi. Hôm nay em buổi sáng này là em ngon hơn anh đó nha. Đó. Bốn con. Quá đẹp. Bốn con hôm nay to mọi người. Quá đẹp, quá đẹp. Ê, ông chờ nghe, rớt ông chờ nghe. Ôi bỏ vào. Đây hôm nay sáng nay thì mình được 4 con nha mọi người nha. Anh được 3 con. Lương của anh thì 3 con chưa làm giấy cơ xanh. Có một con to. Một con to là cái con mà bữa nãy mà mình vừa chạy tới anh cào ra thôi, còn hai con nhỏ. Rồi có một con to với mấy con trùng. Cũng chưa mà phải không? Đó, con lớn đó, con lớn đó. Con nhỏ. Con này cũng được, ngon. Thôi thì sáng nay thì mình sẽ kết thúc video nha mọi người nha. Thì bây giờ hai anh em đi kiếm cái gì ăn á, rồi tiếp tục mình đi câu lương, rồi mình quay tiếp theo cho mọi người xem ở tập tiếp theo nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người các video lần sau nha. Chào mọi người nha.